sàng, hãy sẵn sàng với những trận đấu này và những trận đấu của quý vị. Bởi vì nếu như chúng ta cổ vũ Giang Thiên Sinh thì không chỉ nghĩa của Chris Hip sẽ càng máu lửa hơn nữa. Tầm nhìn cực kỳ đẹp, cực kỳ ấn tượng. Chúng ta đã cất công xếp hàng chờ đợi, tại sao lại bỏ lỡ cơ hội đó đúng không ạ? Xin mời di chuyển qua góc nhìn bên đây, bởi cái này bên đây còn rất nhiều chỗ ngồi đẹp, được nhìn cận cảnh trực tiếp, hít khói, hít lửa, hít bụi là đã rồi luôn em, rất tuyệt vời.